Một lần nữa chúng tôi xin được cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Sau đây là phần tin châu Á. Từ Hồng Kông, thưa quý vị, hơn 100 học giả kêu gọi thế giới chống lại luật an ninh Trung Quốc. Trong một tuyên bố chung công bố vào ngày 13 tháng 10, 2020, 103 giáo sư, giảng viên và nhà nghiên cứu từ 71 định chế tại 16 quốc gia, trong đó có các trường đại học Mỹ, Anh, Đức và Úc, đã lên án luật an ninh quốc gia mới mà Bắc Kinh áp đặt ở Hồng Kông và kêu gọi bảo vệ quyền tự do ngôn luận và học thuật, chống lại tính chất ngoài lãnh thổ của luật này. Theo những người đã ký tên vào bản tuyên bố chung, nhiều điều khoản trong luật an ninh Hồng Kông làm suy yếu quyền tự do học thuật vì đã hình sự hóa mọi hành động chỉ trích Đảng Cộng sản Trung Quốc, kể cả bên ngoài Hồng Kông và Trung Quốc. Các học giả đặc biệt chỉ trích điều 38 của bộ luật. Theo đó, các sinh viên, giáo sư hoặc nhà nghiên cứu nước ngoài đến Trung Quốc hoặc Hồng Kông đều có nguy cơ bị bắt vì công việc học tập, nghiên cứu của mình nếu việc đó bị coi là trái với các quy định của Bắc Kinh. Trong bản tuyên bố, các học giả yêu cầu Hội đồng Lập pháp, tức là Nghị viện, cũng như chính quyền Hồng Kông khuyến cáo Bắc Kinh rằng luật an ninh là điều không thể chấp nhận được. Những người ký tên vào bản tuyên bố cũng yêu cầu chính quyền Hồng Kông xem xét lại luật pháp sao cho bảo đảm được đầy đủ quyền tự do học thuật trong các trường đại học. Thưa quý vị, theo hãng tin Ý ISA News, Trung Quốc đã áp đặt luật an ninh quốc gia ở Hồng Kông kể từ ngày 30 tháng 6 vừa qua, liệt vào diện tội hình sự các hành vi bị xét là ly khai, lật đổ, khủng bố và cấu kết với các thế lực nước ngoài. Bắc Kinh xem đây là biện pháp tái lập trật tự trong lúc giới đấu tranh cho dân chủ ở Hồng Kông tố cáo ý đồ kiểm soát giới bất đồng chính kiến và đàn áp phong trào ủng hộ dân chủ tại đặc khu hành chính này. Trả lời nhật báo Anh The Guardian, tiến sĩ Andreas Fuda thuộc Viện Nghiên cứu Châu Á, Đại học Nottingham ở Anh Quốc và là một trong những người khởi xướng bản tuyên bố cho biết, một số sinh viên cả từ Vương quốc Anh và Hoa Lục đã nói riêng với tôi rằng họ lo ngại rằng nhận xét được đưa ra trong lớp học hoặc trong những tiểu luận sẽ bị Bắc Kinh dùng làm bằng chứng để kết tội họ. Theo ông Fuda, các trường đại học không thể một mình đối phó với các thách thức này. Một mặt trận thống nhất của các học giả hàng đầu, các chính trị gia và các quan chức cấp cao của chính phủ là cần thiết để cùng bảo vệ quyền tự do học thuật. Chúng ta phải chỉ rõ thực chất của luật an ninh quốc gia Hồng Kông. Đó là một cố gắng thô bạo nhằm ngăn chặn các cuộc thảo luận mang tính phê phán về Trung Quốc, trái ngược với nguyên lý phát triển tri thức và hiểu biết. Về mối quan hệ giữa Bắc Kinh và Đài Loan, Bắc Kinh lại hù dọa Đài Loan bằng những cuộc tập trận đổ bộ. Quân đội Trung Quốc đã tổ chức tập trận rầm rộ, mô phỏng một cuộc tấn công lên hòn đảo bị cho là phản nghịch vừa đặt mua thêm vũ khí của Mỹ. Quân đội Trung Quốc đã kỷ niệm quốc khánh Đài Loan theo cách riêng của họ bằng cách tập xâm lược hòn đảo phản nghịch vào ngày 10 tháng 10 với những cuộc diễn tập quy mô lớn trên bộ, trên biển và trên không dọc theo bờ biển các tỉnh Phúc Kiến và Quảng Đông, làm dấy lên bóng ma về một cuộc đổ bộ lên đảo. Những hình ảnh gây sốc này đã được tung ra cho dân chúng Trung Quốc nhằm đánh lạc hướng dư luận trước cảnh ô liu mà Tổng thống Thái Anh Văn, người tái đắc cử một cách vẻ vang tháng Giêng năm ngoái, đã đưa ra. Bà đã trở thành đối thủ số 1 của nhà nước Trung Hoa độc tài của Chủ tịch Tập Cận Bình. Nhà lãnh đạo, nhà đấu tranh cho bản sắc dân chủ của hòn đảo đã kêu gọi Bắc Kinh hòa giải và đối thoại hòa bình nhân kỷ niệm ngày thành lập Trung Hoa Dân Quốc vào ngày 10 tháng 10 năm 1911. Đề nghị này được đưa ra sau nhiều tháng leo thang, đánh dấu bằng việc Bắc Kinh kiểm soát lại Hồng Kông và quân đội Trung Quốc gia tăng các cuộc tập trận hù dọa. Bắc Kinh thông qua phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Triệu Lập Kiên đã cảnh báo Washington. Những cảnh báo chính thức của Bắc Kinh đi đôi với việc gia tăng các hoạt động đe dọa Đài Loan của không quân Trung Quốc trong nhiều tuần qua. Những cuộc diễn tập đang làm dấy lên lo ngại về việc Bắc Kinh sáp nhập Đài Loan bằng vũ lực. Chúng giống như một lời cảnh báo gửi đến nhà lãnh đạo Đài Loan và chính quyền Mỹ sắp tới. Từ Nhật Bản, thưa quý vị, Nhật Bản đang cân nhắc hạ mức cảnh báo đi lại toàn cầu. Hãng tin NHK cho biết Bộ Ngoại giao Nhật Bản đang cân nhắc hạ mức cảnh báo đi lại đối với công dân Nhật Bản đến tất cả các nước trên thế giới,
vốn được áp dụng do đại dịch virus corona. Hồi tháng 3, Bộ nâng cảnh báo đi lại đối với công dân Nhật Bản đến tất cả các nước lên cấp 2, tức cấp cao thứ 3 trên thang từ 1 đến 4, và khuyến cáo công dân Nhật Bản tránh đi lại nếu không cần thiết. Tuy nhiên, một số nước và thành phố trên thế giới đã bắt đầu nới lỏng hạn chế phong tỏa. Hiện, Bộ nhận định công dân Nhật Bản ít có khả năng bị hạn chế hoặc bị mắc kẹt lại ở nước ngoài. Giới chức Bộ đang cân nhắc hạ cảnh báo này xuống cấp 1 hoặc dỡ bỏ toàn bộ khuyến cáo. Quay sang Thái Lan, hai phe chống chính quyền và phe bảo hoàng cùng biểu tình ở Bangkok. Những người chống chính phủ Thái Lan và những người bảo hoàng ủng hộ quốc vương Maharajongkorn đã đối mặt nhau ở hai bên đường phố Bangkok vào hôm 14 tháng 10 2020 trong bối cảnh căng thẳng chính trị gia tăng sau 3 tháng biểu tình. Theo ghi nhận của hãng tin Anh Reuters, đài tưởng niệm dân chủ ở thủ đô Thái Lan, hàng trăm người đã tập hợp để tiếp tục kêu gọi soạn thảo bộ hiến pháp mới và yêu cầu Thủ tướng Prayut Chan-o-cha từ chức. Họ giơ ba ngón tay lên chào nhau, kiểu chào đặc trưng của phong trào phản đối chính quyền. Chỉ cách đó vài chục mét, hàng trăm người thuộc phe bảo hoàng cũng tập trung lại cùng với các thành viên của lực lượng an ninh, tất cả đều mặc màu vàng, biểu tượng của hoàng gia, và giờ trước khi một đoàn xe hoàng gia chạy qua. Mặc dù chỉ có một cuộc ẩu đả nhỏ vì đám đông hai phe đứng cách xa nhau, nhưng tình trạng đối đầu đã làm dấy lên lo ngại tình hình có thể trở thành hỗn loạn ở một số quốc gia đã hứng chịu một thập kỷ bạo lực đường phố giữa những người ủng hộ và những người phản đối chính phủ trước cuộc đảo chính năm 2014. Buddha Isara, một người lãnh đạo phe bảo hoàng, cho biết những người biểu tình có thể yêu cầu dân chủ nhưng không được đòi cải cách chế độ quân chủ như một số người đã làm. Tuyên bố với các phóng viên, nhân vật này cho rằng không được đụng vào định chế hoàng gia. Chúng tôi cũng sẽ không chấp nhận bất kỳ tiếng la ó nào hoặc cách chào bằng cách giơ ba hoặc bốn ngón tay khi đoàn xe đi qua. Và Thái Lan đã ban bố tình trạng khẩn cấp sau cuộc biểu tình chưa từng có. Chính phủ Thái Lan vừa ban bố tình trạng khẩn cấp nghiêm ngặt mới ở thủ đô Bangkok vào ngày 15 tháng 10, một ngày sau khi diễn ra cuộc biểu tình lớn do sinh viên lãnh đạo chống lại định chế truyền thống ở Thái Lan, theo AP. Sau tuyên bố trước bình minh, cảnh sát chống bạo động đã tiến vào giải tán những người biểu tình tụ tập bên ngoài văn phòng của Thủ tướng Prayut Chan-o-cha. Sau một ngày biểu tình và đối đầu để tiếp tục thúc đẩy cho các yêu cầu của họ, bao gồm thủ tướng phải từ chức, thay đổi và cải cách hiến pháp của chế độ quân chủ. Nhiều lãnh đạo cao cấp của phong trào biểu tình đã bị bắt giam. Một người sau đó tuyên bố trên trang Facebook của mình rằng anh ấy đã bị từ chối tiếp cận luật sư và bị buộc lên trực thăng và đưa đến một thành phố ở miền Bắc Thái Lan. Cảnh sát cho biết họ đã thực hiện 22 vụ bắt giữ. Bất chấp lệnh cấm mới đối với các cuộc tụ tập đông người ở nơi công cộng, nhiều nghìn người tiếp tục hưởng ứng lời kêu gọi biểu tình trở lại tại một khu vực khác của thành phố vào cuối ngày 15 tháng 10. Văn bản tuyên bố khẩn cấp nói đây là điều cần thiết vì một số nhóm thủ phạm có ý định kích động vụ việc và phong trào ở khu vực Bangkok bằng nhiều cách và thông qua các kênh khác nhau, bao gồm cả việc gây cản trở đoàn xe hoàng gia. Cũng từ Thái Lan, vua Thái chạm trán người biểu tình ở thủ đô Bangkok. Hàng ngàn người tụ tập biểu tình tại Bangkok hôm thứ Tư và có lúc họ khoát tay nhau tạo thành khối đoàn kết. Người biểu tình đòi dân chủ tại Thái Lan đã đối đầu với đoàn xe hộ tống quốc vương Maharajongkorn khi nhà vua đi ngang qua cuộc tuần hành tại Bangkok. Bị những hàng cảnh sát đẩy lui, người biểu tình giơ cao ba ngón tay, một biểu tượng của phong trào phản kháng. Hàng ngàn người biểu tình ở Bangkok đòi dân chủ. Họ kêu gọi phải hạn chế bớt quyền của quốc vương và đòi Thủ tướng Prayut Chan-o-cha từ chức. Các cuộc biểu tình hôm thứ Tư diễn ra sau nhiều tháng leo thang căng thẳng tại nước này. Quốc vương, người dành phần lớn thời gian ở nước ngoài nhưng đã từ Đức trở về Thái Lan được vài tuần, ngồi cạnh Hoàng hậu Suthida trong chiếc xe chạy qua đám đông. Đoàn người biểu tình đã hô vang khẩu hiệu và giơ cao ba ngón tay. Biểu tượng này được cho là lấy cảm hứng từ phim Hunger Games nhằm thể hiện sự đoàn kết và bất phục.
Bản tin từ Thái Lan đã kết thúc phần tin châu Á. Sau một phần thông tin thương mại, chúng tôi sẽ trở lại với phần tin Việt Nam có các tin chính như sau. Tàu khảo sát Trung Quốc ghi dạng vào vùng biển của Việt Nam. Nhật Bản cung cấp vũ khí cho Việt Nam.